Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Chớ trở thành con lửa trên núi đó. Nhận thức bản thân là dễ nhất, mà cũng là khó nhất. Nhận thức rõ mình thì là người sáng suốt, mọi việc thấu tỏ, thuận lợi. Nhận thức không rõ mình thì chính là người u tối, tầm thường mà lại lầm tưởng bản thân sáng loáng, tài hoa, nên cuối cùng sẽ tự chuốc họa. Ở ngôi chùa trên núi nọ có một con lừa, ngày ngày kéo cối sai cực nhọc. Dần ra, lừa trở nên mệt mỏi với cuộc sống tẻ nhạt này. Hằng ngày, lừa đều suy nghĩ, muốn thoát ra xem thế giới bên ngoài, không phải kéo cối sai. Thật tốt đẹp làm sao? Sau bao ngày mơ ước chờ đợi, cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Một ngày nọ, có một vị tăng nhân trong chùa dắt lừa xuống núi chờ đồ. Lừa ta vô cùng phấn khích. Xuống dưới núi, tăng nhân chất đồ đạc lên lưng lừa, sau đó dắt lừa quay về chùa. Không ngờ người đi đường nhìn thấy lừa đều thành kính quỳ ở hai bên vái lạy hành lễ. Ban đầu lừa ta ngỡ ngàng không hiểu, không biết vì sao trên đường đều như thế. Lừa ta bất giác lòng phơi phới lâng lâng, thì ra mọi người sùng bái mình như thế này đây. Thế nên khi lừa ta trông thấy có người qua đường thì hiên ngang ngẩng cao đầu đi giữa đường, chạy rầm rầm như gió, vươn vai ướn ngực tỏ vẻ oai phong lắm. Trở về đến chùa, lừa ta cho rằng mình thân phận cao quý, sống chết cũng không chịu kéo cối sai nữa, chỉ muốn được mọi người quỳ lại. Tăng nhân bất lực đành phải thả nó xuống núi. Vừa xuống núi, chú lừa đã như xưa nhìn thấy một nhóm người đã đánh chiêng trống tiến tới. Lừa nghĩ bụng, nhất định là những người này đến nghênh đón mình đây. Thế là lừa ta nghênh ngang khệnh khạng đi ngông nghênh giữa đường. Dè đâu đây là đoàn người đi rước dâu, bỗng thấy bị một con lừa chắn giữa lối đi, mọi người tức giận liền cầm gậy guộc súng lại đánh. Lừa bèn hoảng hốt trốn chạy quay về chùa, thở thoi thóp, sau đó phẫn nộ bất bình nói với tăng nhân rằng: thì ra lòng người hiểm ác thật. Khi xuống núi lần đầu tiên thì họ quỳ lại bái lại tôi, nhưng hôm nay thì chúng lại đánh tôi đến tàn bạo. Tăng nhân thở dài và nói: hay, đúng là một con lừa ngu ngốc. Hôm đó mọi người quỳ lại là quỳ lại tượng Phật trên lưng người, không phải lại ngươi. Câu chuyện ngụ ngôn này phải chăng đã nhắn gửi đến thế nhân thông điệp rằng con người dễ dàng nhất là nhận thức bản thân, mà khó khăn nhất cũng chính là nhận thức bản thân. Rất nhiều lúc chúng ta nhận thức không rõ bản thân thì cũng giống như con lừa ngu ngốc kia. Khi chúng ta soi gương, có tự hỏi mình rằng rốt cuộc mình có nhận thức được rõ bản thân mình không? Nếu bạn có tiền tài, người ta sùng bái tiền tài của bạn chứ không phải sùng bái bạn. Nếu bạn có quyền lực, người ta sùng bái quyền lực của bạn chứ không phải sùng bái bạn. Nếu bạn có nhan sắc, người ta sùng bái nhan sắc của bạn chứ không phải là sùng bái bạn. Một khi bạn mất đi tiền tài, quyền lực và nhan sắc thì sẽ không còn người sùng bái bạn nữa. Thứ mà con người sùng bái chỉ là những nhu cầu trong tâm họ chứ không phải là bạn. Thế nên việc nhận thức đúng về bản thân là vô cùng quan trọng. Triết học thâm sâu huyền diệu nhất đời không phải là hiểu được thế giới, mà là nhận thức được chính mình, thay đổi bản thân, thách thức bản thân. Chỉ có nhận thức rõ bản thân mình thì mới có thể đứng vững ở vị trí bất bại trong công việc cũng như trong cuộc đời, mới không trở thành con lừa trên núi đó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!